Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng tại Hoa Thịnh Đốn trong tuần qua do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính chào quý vị, đêm cánh hoa diều 2019 do gia đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận được tổ chức vào ngày Chủ nhật 1 tháng 12 tại thành phố Fortress, Virginia. Gia đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn xin quý mạnh thường quân cùng tiếp tay yểm trợ cho cây mùa xuân dành cho các anh. Trời mưa tầm tã nguyên ngày Chủ nhật đầu tháng 12 ngày 1 Tây 2019. Nhưng không nản lòng hơn 400 các mạnh thường quân, hội đoàn, gia đình Mũ Đỏ, Hoa Thịnh Đốn và phụ cận và rất nhiều người đến từ tiểu bang xa để tham dự đêm cảnh hoa dù tại nhà hàng Harvest Moon thành phố Fortress, Virginia nhằm mục đích như những năm qua giúp đỡ các thương phế binh nhảy dù có được phần quà Tết, ngõ hầu xoa dịu và an ủi họ trong những năm tháng cuối đời, đồng thời cũng giúp các trường hợp thương phế binh nhảy dù bị đuổi nhà trong vụ vườn rau Lộc Hưng. Đêm cánh hoa dù 2019 đã nhận được trên 20.000 Mỹ Kim với sự đóng góp của mọi người. Ông Trần Hồng Minh đã gửi lời chào mừng và cảm ơn những sự đóng góp hơn 18.000 Mỹ Kim trong năm qua. Đã có 26 gia đình bị thương tật nặng, nhận được 200 Mỹ Kim và 60 gia đình nhận được 150 Mỹ Kim. Nhớ những năm xưa cũ, mỗi xuân về, Tết đến, người dân Việt Nam Cộng Hòa thường hay tổ chức gây quỹ cho cây mùa xuân chiến sĩ để ủy lạo cho các anh chiến sĩ nơi tiền chuyến. Hôm nay, nơi quê người nhớ những người trai trẻ thuở nào đi vào quân ngũ và để bảo vệ miền Nam tự do và quên thân mình khi xông pha nơi tuyển chiến đầu lửa đạn để rồi mất đi những phần thân thể nơi chiến trường. Thường thì vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này của chúng tôi là đối với nhảy dù ủng hộ 100%. Thành ra chúng tôi rất là hãnh diện và sung sướng được nhận những sự ủng hộ của mọi người để giúp anh em thương phế binh ở quê nhà. Hàng năm chúng tôi đều có tham dự những cái buổi tưởng niệm về những binh sĩ chết, ngày tử sĩ, ngày cựu quân nhân là chúng tôi đều tham dự với lại quân đội Hoa Kỳ. Và đặc biệt là năm nào cũng thế, chúng tôi cũng vào nghĩa trang Arlington để làm một cái lễ có quân đội Hoa Kỳ và quân và nhảy dù Việt Nam ở đây để mà tưởng nhớ đến những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những cố vấn nhảy dù của Mỹ, anh em đã chiến đấu ở Việt Nam và đã tử trận. Bác sĩ Mũ Đỏ Vĩnh Chánh đến từ tiểu bang California đã tặng hết số tiền bán được những tác phẩm Tháng Ngày Tao Loạn là 1.050 Mỹ Kim để giúp đỡ các thương phế binh. Qua những thời gian chinh chiến với là gia đình Mũ Đỏ tại bên Việt Nam thì là có những cái kinh nghiệm về đồng đội, thì bây giờ viết cuốn truyện này ra để mong mà đem lại những kỷ niệm lúc xưa thân quý trong gia đình Mũ Đỏ cho những cái thế hệ phía sau cùng biết. Bài nhạc Sư đoàn nhảy dù hạnh phúc đã mở màn cho phần văn nghệ và những bài hát nhạc vàng trước 1975, bài cánh hoa dù và đặc biệt bài nhớ mẹ của cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo và cố đại tá Đỗ Trọng Huệ cũng được hát trong chương trình văn nghệ do gia đình nhảy dù, ca sĩ Hoàng Vũ và các ca sĩ trong vùng trình diễn đã giữ chân mọi người sau 11 giờ khuya. Chiều buồn trên vân bắc quân hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi, bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc. Dã từ miền Nam tan tóc con sấm trầm luân kiếm sống lưu đầy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự đêm cánh hoa dù 2019 tại thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau.